xin giới thiệu tất cả các anh chị và các bạn. Hiện giờ mình đang có mặt tại khu vực quận 5, và quận 5 được xem như là khu vực Chinatown của Sài Gòn. Và Nga sẽ dẫn các anh chị và các bạn đi tham quan một trong những nơi nổi tiếng tại quận 5. Khi mà chúng ta nói đến quận 5 thì ngoài những khu phố, khu chợ thì chúng ta còn đến nói đến những cái ngôi chùa cổ của người Hoa tại khu vực này. Và Sài Gòn thì không vốn dĩ phải lúc nào cũng xô bồ hối hả. Với nhịp sống phồn hoa nơi thị thành, rực rỡ ánh đèn, Sài Gòn vẫn có những góc tĩnh lặng riêng để làm dịu mát tâm hồn cho mọi người vướng bận, sinh si nhật thường đều trôi vào không gian trầm lắng ấy. Và chùa Bà Thiên Hậu là một điểm đến tâm linh quen thuộc của người dân Sài Gòn mỗi khi cảm thấy trống vắng. Ngôi chùa tọa lạc giữa lòng thành phố không chỉ thu hút khách trong nước mà còn những vị lữ khách ngoại quốc đến khám phá những bí ẩn, bí mật đằng sau ngôi chùa. Chùa Bà Thiên Hậu nằm ngay tại đường Nguyễn Trãi, quận 5, được ví von là một ngôi chùa tâm linh có tầm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống văn hóa người Hoa đang sinh sống trên địa bàn thành phố. Chùa được xây dựng vào năm 1760 và được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia vào năm 1993. Sau 256 năm tồn tại, chùa Bà Thiên Hậu vẫn giữ được nét kiến trúc độc đáo dù đã trải qua nhiều lần trùng tu và sửa chữa. Nếu muốn tìm hiểu một ngôi chùa mang kiến trúc đặc trưng của người Hoa, sở hữu phong cách Á Đông thuần khiết thì đến ngay chùa Bà Thiên Hậu là lựa chọn đúng đắn của bạn. Chùa được xây dựng theo lối tam quan cách điệu ở phần cửa chính đi vào và có thêm hai hành lang ở hai bên hông. Du khách dễ dàng nhận ra dáng vẻ trầm mặc của ngôi chùa khi vừa đặt chân đến phía cổng. Mọi thứ dường như đã được thời gian ươm màu để không gian thêm phần cổ kính. Bước qua cổng nhỏ sẽ lạc vào chốn huyền bí, vừa thân thuộc lại vừa có phần bí ẩn. Suốt chiều dọc của ngôi chùa là phần kiến trúc chính, cũng là nơi dành cho các hoạt động tín ngưỡng. Ở giữa là khoảng trống như giếng trời để vừa lấy ánh sáng khí trời, vừa để cho hương nhang theo đó mà bay lên cao, tránh khói mù mịt ở bên dưới. Hai bên là lối đi được phân cách rõ ràng, giúp cho người viếng dễ dàng di chuyển hơn, nhất là vào các dịp lễ hội và ngày rằm. Dù chỉ đặt chân đến một lần, du khách vẫn có ấn tượng sâu đậm, rất khó thể diễn tả hết bằng lời về vẻ u tịch và huyền bí đó. Cũng giống như bao ngôi chùa khác, chùa Bà Thiên Hậu đông đúc và người ta đến viếng vào những dịp lễ và rằm. Khi tháng giêng vẫn còn hương xuân dịu ngọt, ngôi chùa hơn 250 tuổi Sài Gòn luôn tấp nập người ra vào. Không chỉ có người Hoa mà có cả người Việt lẫn du khách cũng bị cuốn hút bởi sức huyền bí của nó. Có người đến đây để cầu duyên, cầu tài, cầu lộc, cũng có người rất là đơn giản là đến đó để cầu sự bình an cho năm mới, một đời cho một cái gia đình mình được bình an và an nhiên. Lư hương lúc nào cũng đầy ắp khói nhang nghi ngút ấy, nên những người làm công quả tại đây thì họ rất tất bật để mà lấy những cái phần nhang đã cháy nhiều đem ra chừa chỗ cho những người đến viếng sau. Mùi nhang thì thơm thoảng trong gió tan vào hư không, mang theo những ước nguyện đến tận đáy lòng miên man trốn tâm linh, chẳng muốn giả từ. Đến chùa Bà Thiên Hậu không chỉ để cầu, để tìm chốn tâm linh, mà còn là cơ hội để các du khách có thể tìm hiểu về lịch sử kiến trúc nổi bật và cả văn hóa của ngôi chùa. Lòng dù chơi vơi ở đâu vẫn tìm được sự cân bằng và thanh thản mỗi khi ghé thăm chùa Bà Thiên Hậu. Kế tiếp là phần mái nhà được trang trí bằng nhiều bức tượng có kích thước lớn nhỏ, hình thù khác nhau. Tuy vậy, tất cả đều vô cùng hài hòa đẹp mắt. Ngắm kỹ lưỡng đường nét, người lữ hành sẽ hiểu được sự tinh tế kỳ công của người tạo nên nó đã dùng hết tâm huyết của mình vào đấy. Một
trong những điểm nhấn tạo nên nét riêng của chùa Bà Thiên Hậu không lẫn với các ngôi chùa khác, đó chính là toàn bộ vật liệu xây dựng chùa đã được nhập từ Trung Quốc, những bức phù điêu lớn, phần tượng nhỏ từ những cây gỗ quý đến bát hương tròn đầy đều là chứng tỏ được là chùa Bà Thiên Hậu hết sức quan trọng đối với người Hoa ở Sài Gòn nói riêng và đối với cả nước nói chung. Sự tích chùa Bà Thiên Hậu được kể qua đôi khi có nhiều thêu dệt, nhưng chủ yếu là đề cao một người phụ nữ có lòng hiếu thảo, đức hạnh, dám xả thân vì mọi người. Sự đề cao này nhằm mục đích giáo dục. Chùa Bà Thiên Hậu được công nhận là kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia vào ngày 7 tháng Giêng năm 1993. Thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi và chùa Bà Thiên Hậu vẫn mãi là chốn tâm linh, sinh hoạt văn hóa, là điểm tựa tinh thần có ý nghĩa to lớn với người Hoa tại Sài Gòn và cả vùng lân cận. Còn những người hành hương, chùa Bà Thiên Hậu chính là địa điểm không thể bỏ qua trong những chuyến du lịch tại Sài Gòn của mình. Hãy để lòng được thanh thản và an nhiên trong không gian trầm tịch, xua đi hết những bộn bề trôi cùng hương không. Đây là những đôi nét về hình ảnh tại ngôi chùa Bà Thiên Hậu mà Nga đã quay vào dịp Tết này. Và các anh chị và các bạn cũng có thể nhìn thấy đây là những cái bức phù điêu, những bức tranh nói về 12 con giáp. Và với những đường nét cọ rất là tinh tế, những người họa sĩ đã vẽ nên những bức tranh trông như là thật và mình có thể thấy hình ảnh rất là sống động. Ngoài ra thì những hành lang, những cái lối đi bên hông của ngôi chùa thật là sáng sủa. Nhưng khi các bạn đi vào bên trong thì mình có thấy là mọi việc rất là trông, rất là giống như vẻ huyền bí. Và du khách thì đến đây thì rất là nhiều người, nhiều vùng miền. Và những cái đoàn du khách đến đây họ đều muốn tìm hiểu về nền văn hóa của người Hoa tại Sài Gòn như thế nào. Trong những ngày lễ Tết thì có các bạn đến đây, ngoài việc chiêm ngưỡng, việc thờ cúng, họ còn ghi lại những bức hình trong những bộ trang phục truyền thống của người Hoa tại Sài Gòn. Và họ mong muốn nhiều điều tốt đẹp. Và Nga xin gửi lời đến các anh chị và các bạn một số hình ảnh này. Và xin chúc tất cả các anh chị và các bạn có cơ hội đến đây tham quan. Mình chỉ muốn nói ở đây là về vẻ đẹp kiến trúc, về phần tâm linh thì tùy từng các anh chị. Nhưng Nga chỉ muốn giới thiệu ở đây là về phần kiến trúc của khu vực Chợ Lớn và đặc biệt là đối với của người Hoa. Cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi và các anh chị có thể đăng ký xem những cái đoạn phim kế tiếp về khu vực khu Chinatown vào những ngày sắp tới. Và Nga rất cảm ơn.